Hello. Hello mọi người. Các bạn nào xem livestream chưa ta? Mọi người đang làm gì đó? Đố mọi người hôm nay vô livestream để làm gì nè? Hello Kim Xuyến, hello Khánh Vy, hello Thục Anh, hello. Mọi người có nhớ vô không? Vô nhớ mọi người quá đi, lâu quá rồi chưa có livestream nè. Mọi người hay hỏi Du về cách tẩy trang rồi rửa mặt sao cho sạch, sao cho da đẹp da khỏe, cho nên là hôm nay là Du quyết định là sẽ livestream cho mọi người hướng dẫn về cách rửa mặt đúng cách. Đợi một tí vào đông đông rồi mình cùng chia sẻ nha. Mọi người ơi, vào nhanh nhanh đi. Nhớ mọi người quá đi. Tí nữa thì Du sẽ livestream rửa mặt. Hôm nay thì không có tẩy trang tại vì không có make up. Mọi người nghe Du nói có rõ không? Có cần Du nói lớn hơn nữa không? Hôm nay là mặc dù là không có eyeliner, không có make up gì, không có vẽ gì hết. Mọi người nhìn thấy thấy sao, thấy lạ không? Chú nhớ mọi người quá đi, mai mốt vô livestream nhiều nhiều nha. Tối tối livestream nói chuyện chơi ha. Hello em Hồng Ngọc, hello Bích Hà. Mọi người ơi, Du nói như vậy mọi người nghe có rõ không? Du nói lớn lên nữa nha, nói lớn hơn nữa ha. Mọi người nghe được chưa? Nghe rõ hơn chưa? Chia sẻ lại nha, tí nữa thì Du sẽ livestream hướng dẫn mọi người cách rửa mặt sao cho đúng cách nè, và rửa mặt sao cho sạch nè. Hôm nay thì sẽ không có hướng dẫn tẩy trang tại vì Du da của Du cũng đang không có make up gì hết. Cảm ơn nha, bạn nào khen mặt mộc dễ thương, cảm ơn nha. Đợi một xíu vào đông đông rồi mình chia sẻ luôn ha. Còn bây giờ mình ngồi nói chuyện bên lề trước ha. Hello Ngọc Đặng. Có ai nhớ Du không? Ai nhớ Du thì vô nói nhớ đi. Mình nhớ. Nhớ người nào thì nói nhớ người đó nha. Có ai nhớ Du không? Có ai thương Du không? Kim Xuyến, chị tham gia nhiều phim, nhiều chương trình lên chứ ít được xem chị quá. Tại vì chị bận á Xuyến ơi, chị ít tham gia chương trình tại vì chị kinh doanh là chính mà. Hello mọi người.
ai nhớ Du giơ tay lên nè. Du sẽ gửi bùa yêu vào livestream nha, gửi rắc thính vào livestream nha, ai dính thính là thương ráng chịu nha. Ok, như thế mà cũng đông đông rồi nè. Thì mọi người ơi, hôm nay là Du sẽ chia sẻ với mọi người về một cái gọi là một cái cách rửa mặt sao cho đúng cách và sạch nhất có thể. Tại vì da của mình nó sau một ngày ở ngoài đường á, thì sẽ rất là nhiều bụi bẩn. Ngay cả Du là bình thường là Du ra đường là Du cũng không có make up. Thì Du thấy là da của mình đến cuối ngày á, thì mình vẫn cần phải rửa mặt sạch. Vậy thì làm sao để rửa mặt sạch? Đó là hôm nay mới chia sẻ với mọi người nè. Thì dĩ nhiên là để rửa mặt sạch thì mình phải có một cái sữa rửa mặt phù hợp với da của từng người nữa. Mỗi bạn sẽ có dùng một cái loại sữa rửa mặt của riêng mình rồi, thì cái này Du sẽ không có nói nhiều về sữa rửa mặt, tại vì cái này là tùy loại da của các bạn. Hôm nay thì Du muốn chia sẻ với mọi người về một cái máy rửa mặt mà Du cũng được thử nghiệm rồi và Du rất là thích, và nó giúp da của mình rất là sạch. Nó sạch được mấy cái mụn đầu đen á, với lại làm sạch da thì da của mình ít bị mụn ẩn hơn nữa. Tại nhiều khi da mình dơ quá thì cũng hay bị nổi mụn á. Cho nên là hôm nay là Du sẽ livestream và chia sẻ với mọi người về một cái máy, đó là máy máy rửa mặt Muse. Thì cái máy này đây, nó như thế này, mọi người có nhìn thấy rõ không? Du chọn màu hồng tại vì Du thấy màu hồng nó rất là dễ thương, và tại vì cũng thích, cũng cũng không thích lắm nhưng mà cũng thích thích màu hồng. Tại vì chắc là tại vì con gái. Ok, một hồi nữa thì Du sẽ chỉ cho mọi người cách rửa mặt làm sao để mà rửa mặt sạch nha. Thì đầu tiên là Du đang ở kế cái vòi nước. Bây giờ Du sẽ rửa mặt. Ok, và mình sẽ đổ một ít sữa rửa mặt đánh bọt lên và mình sẽ thoa lên mặt. Cái máy rửa mặt này thì nam nữ gì xài cũng được nha, tại vì nó có nhiều chế độ lắm. Một tí nữa Du sẽ hướng dẫn cho mọi người kỹ hơn. Ok, bây giờ thì Du đã tạo bọt sữa rửa mặt xong rồi nè, và Du sẽ bôi lên mặt. Thật ra mọi người biết không, một ngày thì thật sự là Du thích nhất là dính xà bông rồi. Du thích nhất là được rửa mặt. Ok, ok, bây giờ thì Du đã bôi được cái bọt của sữa rửa mặt lên trên mặt của mình rồi, và bây giờ là Du sẽ làm ướt cái máy rửa mặt. Cái máy rửa mặt này á, mọi người cứ làm ướt vô tư nha, tại vì nó không có ảnh hưởng gì hết, ngâm trong bồn tắm cũng được luôn, không có bị sao cả. Thì bây giờ Du làm ướt nè. Ok, mọi người nhìn ở đây, nó sẽ có một cái nút là nút nút on off, tức là nút bật lên. Thì bây giờ Du sẽ bật lên. Mọi người có nghe cái tiếng rung của nó không? Nó sẽ có nhiều chế độ, thì ở đây mọi người sẽ thấy là dấu dấu trừ và dấu cộng. Nếu mà bạn nào thích mà rung mạnh đó thì mọi người bấm dấu cộng, còn nếu mà thích rung nhẹ thôi thì mọi người sẽ bấm dấu trừ nha. Du thì Du thích chế độ nó nhẹ nhẹ tại vì da của Du khá là mỏng. Ok, mọi người nhìn ở đây nha, phần này sẽ là những cái phần mềm nhất nè. Thì những cái này thì nó sẽ hợp cho vùng da chữ T của mình đó mọi người. Ví dụ như là phần má là phần 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 trán thì nó rung rất là đã và rất là nhẹ nhàng, và những cái gai của nó là làm bằng cái cao su mềm mà nó rất là mịn, cho nên là nó làm sạch da của mình rất là nhiều nhưng mà nó không có làm tổn hại cho da. Còn ở đây mọi người thấy những cái gai này nó to hơn nè, thì Du hay dùng cái phần này để chà lên mũi á. Mũi của mình nó hay bị mụn đầu đen á, không biết mọi người có bị mụn đầu đen không. Thì Du thì cũng thỉnh thoảng cũng hay bị mụn đầu đen, thì khi mà mình chà như vậy nè, nó sẽ giúp mình lấy đi những cái bụi bẩn á.
Thì Du hay dùng cái phần 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 nhọn và phần phần gai cứng hơn cho cái phần mũi của mình, rất là thích, rất là đã nha mọi người. Đã quá, đã quá, đã quá, đã quá đi. Du không có thích trang điểm, Du chỉ thích rửa mặt thôi. Mỗi ngày đi về là sướng nhất là rửa mặt, không gì sướng hơn là rửa mặt và tắm hết, cho nên là rất là đầu tư cho công đoạn rửa mặt. Và đó mọi người nè, nhìn này, nó sẽ mình sẽ chà mạnh vô cái phần những cái khe mũi của mình á, thì nó sẽ lấy đi được rất là nhiều những cái chất bụi bẩn mà nhiều khi mình rửa bằng tay, là tay của mình nó không có độ ma sát, cho nên là rất là khó để sạch được vô sâu cái lỗ chân lông. Nhưng mà cái máy thần kỳ này thì nó có thể, và nó rất là đã, giống như là mình vừa được massage mà vừa được làm sạch mặt vậy mọi người. Ở phía sau này nó có thêm một phần gai nữa, nhưng mà cái phần này á, thì Du nghĩ là da con trai hoặc là da ai mà dày á, hơi cứng một tí xíu thì nên dùng, còn nếu mà da ai mỏng thì đừng có nên dùng, tại vì cái bên đây nó mềm hơn và nó mịn hơn á. Cái máy này là Du mua là 1.590.000 nha mọi người. Và nó vừa là rửa mặt nè, vừa là massage mặt. Nhưng mà mỗi ngày Du về là Du khoái massage lắm, massage đã luôn, chà 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 chà, nó rửa mặt rất là lâu. rửa mặt sướng mà. Mọi người có thấy sướng không? Vừa rửa mặt vừa được massage vừa làm sạch nữa. Dùng cái máy này á, không có bị đỏ da mặt. Và chà, dù là mình chà rất là lâu nhưng mà nó vẫn không có bị đỏ da, tại vì nó rất là mềm. Cái máy này á, là không phải xài bằng pin mà là xài bằng sạc, sạc sạc giống như là mình sạc điện thoại vậy mọi người. Tức là mình cắm, nó có một cái đầu cắm ở ngay đây nè, nó có một cái lỗ cắm ở đây nè, thì khi mà mình mở ra nè, mọi người thấy cái lỗ cắm không? Khi mà mình mở ra thì mình sẽ cắm vô, nó giống như là sạc pin điện thoại vậy á, và mỗi lần mình sạc pin á thì mình sạc được rất là lâu luôn. Thì Du xài thấy mấy lần thì nó mới hết pin thì mới phải sạc lại, còn lại thì vẫn cứ xài sử dụng như bình thường chứ không có xài pin, và khi mà vô nước thì cũng không bị sao hết, thì mỗi lần ấy mình còn thấm nước, còn ngâm nước bình thường luôn. Mọi người mà ai mà thích sung sướng tận hưởng giống Du thì có thể là đi mua cái máy này và về dùng, dùng xong bảo đảm rất là thích và rất là ghiền, không có muốn rửa lại bằng tay nữa mà chỉ thích dùng máy thôi. Hồi trước á, là Du xài cái loại mà nó như cái bàn chải á, là mình chà 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 chà, nhưng mà cái đó nó hơi đau, với lại nó không có đã bằng cái này, tại vì cái này nó rung á, với lại nó mình chỉ việc cầm mình xoa xoa thôi, còn cái kia thì nó như là cái bàn chải á, thì mình đánh vô da mặt của mình á thì nó đau hơn. Hello Mai Trang, xài thích chứ, cảm ơn nha. Mọi tùy vào da mặt với lại muốn sạch của mỗi người mà mọi người có thể, mọi người muốn xài bao lâu thì xài. Ví dụ như Du thì Du thích làm sạch mặt cho nên là Du sử dụng rất là lâu, cho đến khi nào mà nó tan hết bọt của sữa rửa mặt thì thôi. Xài thì rất là thích, giống như là bị nghiện rửa mặt đó, hết bọt rồi. Ok, để tạo bọt thêm một tí nữa. Thường Du rửa mặt thì Du rửa đến đến 2 lần lận, rất là thích sạch, da mặt phải sạch mới đi ngủ được, không là không ngủ được. Mà Du khuyên là các bạn cũng nên như vậy, là các bạn dưỡng da rất là kỹ, bôi rất là nhiều lớp, nhưng mà mọi người không có rửa mặt sạch đó, cho nên là những cái mỹ phẩm dưỡng của mọi người nó không có ngấm được vào da mặt của mọi người, tại vì mình không có rửa mặt, với lại mình không có tẩy tế bào chết thường xuyên á, thì lúc đó là da của mình nó giống như là nó bị che lại rồi á. Mọi người có sử dụng cái gì để mọi người bôi lên đi chăng nữa thì nó cũng không có hiệu quả. Thay vào đó thì Du nghĩ là mình nên đầu tư
để mình làm sạch da của mình, thì sau đó thì mình bôi ít lên nó vẫn rất là hiệu quả. Chị mua cái máy này ở đâu? Chị mua của bạn Trương Lê Mai Trang, chị cứ tag ở trên Facebook của em. Trong tất cả các bộ phận trên gương mặt, thích massage thì Du thích chà nhất là cái mũi. Đúng rồi, hôm nay không trang điểm là để rửa mặt đó. Mọi người biết sao không, ở đây nó có rất là nhiều cấp độ nữa, tức là tùy vào cái cấp độ mà mọi người thích, thì mọi người tùy vào cái độ da thì mọi người sẽ sử dụng cái cấp độ khác nhau. Ở đây nó sẽ có nút cộng và nút trừ như lúc nãy mà Du chia sẻ nè, thì mọi người thích mạnh hơn á, ai mà thích chà 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 nó mạnh hơn á thì mọi người sẽ bấm cộng lên. Còn nếu như mà mọi người thích nhẹ nhàng thôi á, như Du là Du thích nhẹ nhàng thôi, thì Du sẽ bấm hạ cái độ mạnh của nó xuống, hạ cái độ rung của nó xuống, và xài thì rất là thích. Hello chị Nguyễn Hải. Mọi người ơi, Du có tag tên cái bạn mà Du mua máy này trên Facebook nha. Mọi người cứ xem ở phía trên đó là mọi người sẽ thấy là da mụn ẩn hoặc là da bị những cái mụn đầu đen á, là xài là rất là thích luôn, là xài thì rất là hiệu quả. Tại vì khi mà xài cái này á, thì nó sẽ lấy được những cái tế bào chết và những cái bụi bẩn ở trong da của mình ra, và da cái lỗ chân lông của mình nó sẽ thông thoáng hơn, thì sẽ điều trị được giống như lỗ chân lông mấy bạn nào mà bị to là sẽ nhìn, tức là khi mà bạn làm sạch nó đi thì càng ngày da của bạn càng đẹp hơn nữa. Mấy bạn mà da dầu nè, lỗ chân lông to là đều xài được và xài rất là tốt nha, da nó rất là đã. Nói chung là từ ngày mà Du sử dụng cái máy rửa mặt này là Du không còn muốn rửa mặt bằng tay nữa rồi. Mọi người thấy sao? À, có bạn nói là em ơi em đẹp rồi còn phải bôi những thứ đó vào làm gì? Đẹp thì không phải rửa mặt hả mọi người? Trời ơi, phải rửa sạch mặt chứ. Cái này đó là làm sạch mà, giống như là mình tắm thì mình phải dùng sữa tắm, còn mình gội đầu thì mình phải gội đầu, còn mình đi ra đường bụi bẩn nhiều thì mình phải dùng sữa rửa mặt chứ. Còn cái này nó là một cái loại máy để nó giúp làm sạch sâu hơn vào trong lỗ chân lông của mình thôi. Không, mọi người đâu phải là cái gì ghê gớm đâu. Đẹp rồi thì phải cũng phải giữ cho mình luôn luôn da của mình sạch sẽ, mình đẹp chứ. Đây không phải là bông rửa mặt nha mọi người, đây là một cái máy và bên trong của nó có rung nữa. Mọi người có nghe tiếng rung không? Nó không phải là một cái bông, nó là một cái máy và bên trong nó có rung. Nó rung là nhờ vào điện, tức là mình sẽ sạc điện cái máy này thường xuyên khi mà mình sử dụng á. Có bạn hỏi là mũi chị đẹp ghê, chị có nâng mũi không? Không em ơi, mặt chị là không có sữa bất cứ cái gì trên mặt hết, nhưng mà ngay cả là mắt á, mọi người hay nói là chắc là phải đeo đeo len dữ dội lắm cho nên là mắt mới to, nhưng thật ra không phải. Mọi người nhìn kỹ á, thì thật ra là mắt của Du là không có đeo len, thật ra chưa bao giờ Du đeo len hết, tại vì cái mắt nó, cái tròng đen của Du nó to nên mọi người cảm giác như là mắt to thôi. Ok, Du rửa lại bằng nước nha, nãy giờ bôi quá trời rồi. Được cái là cái máy này nó không có thấm nước đó mọi người, cho nên là xài rất là thích.
xong rồi đã quá đi. Vậy là Du đã rửa mặt sạch rồi đó mọi người ơi. Mọi người thấy bước rửa mặt của Du đơn giản không? Thật ra là Du cũng không có xài mỹ phẩm gì cầu kỳ phức tạp lắm, nhưng mà Du thích làm sạch da kỹ á, cho nên là cho nên là sử dụng cái máy này là rất là hợp với Du luôn. Yến Thanh ơi, em đợi chị nha, chắc là vài bữa nữa chị gửi quà cho em á, do chị đang đợi quà cho nên là có là chị gửi cho em liền nha. Ok, bây giờ là Du đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái máy rửa mặt Muse này xong rồi nè. Thì bây giờ mọi người có câu hỏi gì để hỏi Du không? Thì Du sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Giá cái máy này Du mua là 1.590.000 nha mọi người. Trời ơi, các bạn khen da đẹp thích quá. Cảm ơn mọi người. Hôm nay là mặc đồ rất là bình thường và để mặc không để livestream rửa mặt cho mọi người xem á chứ. Mọi người thích mặc đồ bình thường thì mới muốn mặc đồ bình thường thôi. Cảm ơn Thỏ Luna. Mọi người ơi, Du có tag tên cái bạn bán cái máy này ở trên Facebook rồi nha. Mọi người có cần thêm thông tin gì thì mọi người có thể hỏi bạn đó. Tại vì Du thì chỉ là người sử dụng thôi, nhiều khi Du cũng không có rành lắm về kỹ thuật á, về chế độ bảo hành này nọ, cho nên là nhiều khi tư vấn cho mọi người cũng không có kỹ bằng người bán được. Cho nên là nếu như mà có thắc mắc gì thì mọi người có thể hỏi trực tiếp bạn đó luôn. Còn Du thì Du dùng, Du thấy thích cho nên là Du chia sẻ như vậy thôi, chứ Du không có bán nha. Mọi người có hỏi gì về rửa mặt nữa không? Thật ra thì Du rất là thích mặc áo thun, tại vì áo thun nó rất là thoải mái và nó rất là năng động. Du thì tính Du cũng khá là đơn giản, cho nên là trừ khi mà phải đi ra đường á, mà phải cầu kỳ trưng diện nhiều thôi, chứ còn lại là Du chỉ thích mặc áo phông nè, áo với lại mặt mũi thì cứ để đơn giản thôi là được rồi, chứ cũng không có thích trang điểm nhiều. Đúng rồi, rửa mặt xong là da mặt cảm giác giống như là mình da trắng hơn á mọi người, chứng tỏ là đi ra đường á là bụi bẩn rất là nhiều, môi trường không khí nữa, cho nên là da của mình thường nó đến cuối ngày á là da của mình nó bị xỉn màu á, nó không có được như lúc mình mới ngủ dậy. Mà rửa mặt xong á thì cảm giác như là da như là được tái sinh vậy đó, da trắng hơn hẳn ha. Thì nếu mà mọi người học theo cái cách này á thì Du nghĩ là mọi người rửa mặt xong á thì da mặt cũng rất là trắng, rất là mịn, thì lúc đó mình sẽ cảm giác giống như là da mình nó sạch sâu vào lỗ chân lông luôn, và cái độ đàn hồi của da nó rất là tốt, rất là good. Thì Du nghĩ là mình nên đầu tư vào cái bước làm sạch da, tại vì đây là một trong những cái bước rất là quan trọng. Vì mọi người có bôi nhiều lớp gì đi chăng nữa mà không có lo làm sạch da thì Du nghĩ là nó cái mỹ phẩm á, nó bôi lên da của mình giống như là nó bị một cái lớp tế bào chết nó ngăn lại thì cũng không có hiệu quả gì hết. Mọi người có bôi nhiều cũng như vậy thôi.
Da mặt của Du thì bình thường là Du cũng, nếu mà hôm nào có make up á, thì tẩy trang. Còn không bình thường thì Du sẽ về rửa mặt sạch bằng máy rửa mặt nè. Còn tẩy tế bào chết á, thì thường một tuần mới tẩy một lần. Mà tẩy nhẹ thôi chứ cũng không có dám tẩy mạnh. Tại vì tẩy mạnh quá thì da rất là dễ bị đỏ. Trần Nhi, máy rửa mặt hiệu gì vậy chị? Máy hiệu Muse nha em. Cảm ơn Mã Hoàng Thái nha, khen mắt to đẹp quá. Mắt có to đâu ta, tròng đen to thôi. Thấy đó, nhưng mà Du chia sẻ là làm sạch da là một bước cực kỳ quan trọng. Da có thể là không dưỡng nhưng mà không thể nào không được làm sạch, cho nên là mọi người hãy tập trung và gọi là đầu tư vào cái bước làm sạch da, thì mọi người sẽ thấy là trong vòng một tuần thôi là da của mình sẽ thay đổi rất là đáng kể. Tại vì khi mà chỉ căn bản da của mình chỉ cần sạch thôi là đã đẹp rồi. Mỗi người da của mình đều thật sự là da của mình đều có thể trắng hơn và đẹp hơn chỉ bằng cái bước là làm sạch da và tẩy được tế bào chết thôi. Cho nên là mọi người có thể là trước giờ chưa có thói quen làm sạch thì hãy cố gắng làm sạch da đi. Tại vì đến một cái độ tuổi nào đó mà da mình không có được chăm sóc tốt á, thì nó sẽ rất là xấu. Thì thay vì mua những cái mỹ phẩm đắt tiền để mình đắp lên mặt của mình, thì mình hãy gọi là hãy làm sạch trong khả năng có thể của mình để da của mình lúc nào cũng được thở nè. Thì bạn tưởng tượng đi, da của mình nó là lỗ chân lông như vậy nè. Nếu mà ngày nào mình cũng bít kín nó lại hết, là da của mình cứ trang điểm rồi mình đi ngoài đường rồi bụi bẩn rồi nó cứ làm tắc nghẽn cái lỗ chân lông của mình đó, thì da của mình không có đẹp được. Thì mọi người thấy đó, da của Du á là để không, thì sau khi mà Du rửa ra xong á, lại cảm giác da của mặt của mình nó sạch hơn, nó trắng hơn, và cái phần phần má nè, phần má nó sẽ hơi hơi ửng hồng nữa. Thì Du nghĩ là da tự nhiên lúc nào nó cũng đẹp hết. Còn mình thật ra là mình make up ra đường chỉ là mình che đậy lại cái lớp da của mình thôi. Nên là mình cố gắng mình dưỡng sao á để mà cái da tự nhiên của mình đẹp nhất mọi người nha. Thì nếu mà mọi người không có biết cách massage mặt hay là không có tẩy tế bào chết thường xuyên, thì mọi người hãy sử dụng cái sản phẩm này, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ làm sạch sâu, rất là sâu, và không có phải sự gọi là không có phải cầu kỳ gì quá, là mình chỉ cần bật bật máy lên sau đó mình cứ ngồi mình chà qua chà lại thôi, thì nó rất là sướng mà không phải cực nữa mà lại sạch da. Livestream chia sẻ về bí quyết rửa mặt mà mọi người toàn khen làm Du nở mũi quá đi. Rửa mặt nãy giờ không nở mũi mà nghe khen nở mũi. Bắn tim. Bắn tim, bắn tim. Đó, cho nên là mình cứ làm sạch da thì mình sẽ tự tin đi ra đường. Tại vì mình sẽ thấy là ô, mình để mặt mộc thì nó vẫn tươi sáng á, nhìn nó có nhiều bạn không có tự tin để mặt mộc ra đường luôn. Du nghĩ là không như vậy thì sẽ cuộc sống của mình rất là mệt á, lúc nào mình cũng phải make up hết, thì mình làm sao mà da của mình tự tin mình lúc nào mình cũng để được mặt mộc ra đường, thì lúc đó là mình sẽ cảm thấy là mình tươi trẻ hơn rất là nhiều, thì mặt của mình không có bị tra tấn bởi rất là nhiều lớp make up. Cho nên là trong những cái livestream của mình về sau này thì Du cũng sẽ chia sẻ với mọi người những cái bí quyết làm sao để mà con gái tụi mình có thể tự tin ra đường với cái làn da khỏe đẹp và không phải lạm dụng quá nhiều và phụ thuộc quá nhiều vào make up. Vì Du biết là có nhiều bạn là nếu mà mình không có make up á, thì mình ngại ra đường á, tức là mình nếu mà mình không có đánh phấn đánh đánh rất là kỹ ha. Có nhiều bạn là phải đánh nền, đánh phấn rồi phủ rất là nhiều lớp lên thì mới tự tin
để ra đường được. Nhưng mà Du nghĩ là nhiều khi không cần thiết phải như vậy, bởi vì mình vẫn có thể có một cái làn da đẹp tự nhiên hơn bằng những cái biện pháp nó đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Thì Du thích như vậy, cho nên là sau này Du sẽ dành thêm nhiều buổi tối để mà livestream với mọi người, hay là mỗi mỗi lần chia sẻ một ít về cái bí quyết của mình để cho các bạn cũng cảm thấy là có luôn có một người bạn đồng hành cùng với mọi người và chia sẻ những cái bí quyết, thì mọi người sẽ giúp mọi người có những cái kinh nghiệm thêm về làm đẹp và da của mọi người sẽ đẹp hơn. Bạn nào vào team của Du sẽ là team team mặt mộc, team không thích make up. À, đây là áo thun dạng form rộng đó mọi người. Mọi người có gì muốn hỏi Du nữa không? Hay là muốn đi ngủ? Hay là ngưng livestream để đi ngủ? Còn mà dưỡng da thì Du thấy nó rất là nhiều những cái bí quyết về dưỡng da. Rất là nhiều mà dưỡng sai cách hoặc là không dưỡng đúng cách, thì là đại khái là dưỡng sai cách đó, thì sẽ làm cho da của mình càng ngày càng xấu đi. Cho nên là mọi người phải luôn luôn thông minh đó, gọi là làm đẹp thông minh đó, tức là mình biết những cái gì mình cần phải làm đẹp và mình biết là mình nên dùng những cái sản phẩm gì, những cái loại máy móc gì để mình hỗ trợ cho cái việc làm đẹp của mình, và đừng quá chạy theo quá nhiều những cái xu hướng thích thích làm trắng. Ví dụ như da mặt của Du á, là mọi người thấy đó, là thật ra là khi mình làm sạch mặt hơn là da mặt của mình nó đã trắng rồi mà. Và khi mà mình ăn uống đủ chất, cũng giống như là mình có chế độ sinh hoạt đúng á, thì thật ra là má của mình gọi là nó cũng có thể tự nó ửng hồng lên, không có cần phải quấn má hồng. Dĩ nhiên là ngoài rửa mặt sạch ra thì Du còn cũng khá khá là nhiều những bí quyết đó. Bí quyết của Du thì nó không có phức tạp quá, không có cầu kỳ, nhưng mà nó rất là đơn giản, và nhưng mà nó thực sự nó rất là hữu ích, gọi là tiện lợi á. Du thích đơn giản nhưng mà nó sẽ thấy hiệu quả nhiều. Thì từ từ Du sẽ chia sẻ với mọi người, từ từ sẽ chia sẻ trong từng cái livestream. Sữa rửa mặt thì sẽ có rất là nhiều dạng dùng rất là thích, mỗi người sẽ hợp với một loại sữa rửa mặt khác nhau, cho nên là cũng chưa có dám chia sẻ nhiều vì sợ hợp với mình nhưng mà lại không hợp với mọi người á. Thì tạm thời là Du sẽ chia sẻ trước về cái máy rửa mặt, tại vì cái máy này thì nó vô hại, nó chỉ giúp cho mình làm sạch da sâu hơn vào trong lỗ chân lông thôi. Thì mọi người sẽ tự tìm ra một cái loại sữa rửa mặt mà nó mình hợp nhất và mình không có bị dị ứng, thì lúc đó là mọi người sẽ cảm thấy là ok hơn. Còn ví dụ như nếu mà Du chia sẻ cái sữa rửa mặt đó, thì nhiều khi cái Du xài hợp thì mọi người lại không có hợp, tại vì từng loại da của mình sẽ có những cái loại sữa rửa mặt nó khác nhau nữa. Nhưng mà cho dù mọi người xài sữa rửa mặt gì đi chăng nữa thì như Du chia sẻ cũng cần có một cái để mà hỗ trợ thêm cho cái việc rửa mặt nó sạch hơn, thì cái này thì nó sẽ không có kén da, không có bị dị ứng, không có bị gì hết, thì Du mới dám chia sẻ với mọi người chứ. Mọi người còn câu hỏi gì không? Nếu mọi người không còn câu hỏi gì thì mình ngưng livestream nha, mình đi ngủ nha. Rồi lần sau mình lại livestream tiếp, chịu không? Nãy giờ có nhiều bạn bắn tim quá trời. Và rất là nhiều bạn thắc mắc về năm màu móng tay, tại sao móng tay lại sơn năm màu khác nhau? Tại vì mình thích thì mình sơn thôi.
Ok mọi người, nếu mọi người thích đó, thì mai mốt dù cứ để mặt mộc như vậy livestream quá khỏe, khỏi phải sửa soạn gì hết, với lại nó cũng gần gũi hơn đúng không? Sợ mọi người chê xấu thôi, thường nghệ sĩ ít dám để mặt mộc lắm tại vì sợ mọi người chê. Hôm nay là Du cũng phải can đảm lắm đó. Bí quyết làm đẹp, chia sẻ bí quyết làm đẹp đi. Em thích chị Du để mặt mộc lắm. Khánh Vy, Kim Xuyến, bí quyết làm đẹp của chị thì nhiều lắm, nhưng mà chị nghĩ là mỗi một livestream là chị chia sẻ một bí quyết thôi để mọi người có thể coi lại nó dễ hơn á, tại vì chia sẻ nhiều quá thì mình cũng bị loãng đó, với lại cũng hơi khó coi, nên là mỗi lần livestream thì chị sẽ cố gắng chia sẻ với mọi người một cái bí quyết làm đẹp khác. Hoặc là có thể là chia sẻ trên status thì mọi người sẽ đọc để tập trung được kỹ hơn, đúng không? Còn mà một cái livestream mà chia sẻ nhiều quá thì nó sẽ hơi khó để xem. Hi Kelvin, anh muốn mua máy này hả? Anh hãy liên hệ các bạn ở bạn Mai Trang á, em có tag ở trên Facebook á. Em thấy hợp với da của Kelvin á, Kelvin da đẹp rồi, và xài máy này nữa là đẹp lắm luôn á. Thật ra thì trước giờ Du chưa có từng sửa đụng chạm gọi là dao kéo gì trên mặt của mình hết. Nói chung là cả người từ trên xuống dưới là chưa có bao giờ đụng chạm dao kéo gì hết. Thì Du thích nét đẹp tự nhiên, và có thể là cái tự nhiên của mình nó chưa có đẹp, gọi là không có đẹp hoàn hảo được. Có rất là nhiều người đẹp, nhưng mà mình thấy cái gì tự nhiên nhất nó sẽ là cái nó mang lại cho mình thoải mái nhất, và cái gì tự nhiên nhất thì nó sẽ là cái bền vững nhất. Thì cho nên là thích, cứ thích như vậy thôi, thích tự nhiên và thích mộc. Ok. Mọi người bấm tim với lại xem livestream nhiều quá cho nên là không có nở ốp luôn á. Hay là bây giờ mình sẽ ngắt livestream rồi bữa sau mình livestream tiếp nha cả nhà. Ok, thì thôi bây giờ Du sẽ ngưng livestream ha. Và để cho mọi người làm gì đó buổi tối rồi đi ngủ sớm. Du sẽ rất là nhớ mọi người trong đêm nay và sẽ hẹn gặp mọi người ở livestream tiếp theo nha. Ok. Mọi người níu kéo quá đi, làm cho Du cũng không nỡ xa mọi người đây. Trời ơi, sao mà nhiều người yêu cầu hát quá vậy? Du hát đâu có hay đâu. Phải chi livestream nó có chế độ là giống như mọi người nói chuyện được với Du ha, Du nghe ha, tại vì bình thường ở ngoài đời cũng vậy, thật sự là Du rất là ít nói, không có nói nhiều, cho nên là nói nhiều không biết nói gì. Phải chỉ có ai đó nói chuyện cho mình nghe ha.
Du có người theo đuổi chưa? Du có nhiều người theo lắm nhưng mà Du đuổi đi hết rồi. Nó có gọi là theo đuổi không? Chốn xa xôi anh ơi, em vẫn đợi bèo xa. Du có chuyện gì vui chia sẻ cho mọi người cùng nghe đi. Suy nghĩ mọi người ơi, làm sao để nói chuyện trực tiếp được hè? Du click vào nick nào là nói chuyện trực tiếp với người? Mọi người ơi, Du muốn gọi trực tiếp, làm sao để gọi trực tiếp đây? Làm sao để gọi trực tiếp cho một bạn nào đó đó? Làm sao nhờ? À, bây giờ như vậy đi, mọi người hãy comment nhiều nhiều đi và Du sẽ chọn trong Du Du biết cách rồi, tức là Du sẽ chọn ra một bạn để mà nói chuyện với bạn đó, ok không? Du sẽ gọi cho bạn đó để nói chuyện luôn, ok không? Bây giờ mọi người comment nhiều nhiều đi, để comment nó hiện lên đó thì Du thấy tên 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 bạn nào đó, thì Du sẽ click vô và Du gọi cho bạn đó để nói chuyện. Bây giờ là chuẩn bị sẽ chọn ra một bạn nào đó để nói chuyện nha, cho nên là mọi người comment đi để Du nhìn thấy được cái comment của mọi người thì Du mới click vô được á, và sẽ chọn ngẫu nhiên nha, tự nhiên thấy ai comment dễ thương thì sẽ gọi cho người đó nha. Gọi nha. Mọi người vô comment đi, chuẩn bị gọi đây. Nhưng mà gọi là nhớ nói chuyện vô nha. Nha. Gọi thử nha. Đang gọi á, mà sao không có bắt máy ta? Xuyến, đang làm gì đó? Đang xem livestream của chị. Rồi có làm gì nữa không? Hay là chỉ ngồi xem livestream thôi? Xem livestream của chị thôi, đang bán phim cho chị tới tấp luôn á. Được chị gọi thích không? Dạ thích. Vui lắm luôn á. Bắt Nhưng mà chị gọi cho em vậy là mọi người có xem được em không? Hay là chỉ là chị xem được em thôi? Ai không đó? biết nữa. Ai đó? Chắc em á. Ai vậy? Ai vậy? Cháu của em á, Cháu em để hả? xin Tưởng ảnh tưởng đâu con rồi chứ, hết hồn à. tuyệt kỳ vô rồi, bất ngờ quá. Sao Xuyến, Xuyến có gì muốn Xuyến nãy Xuyến kêu chị Du kể chuyện vui đúng không? Xuyến có gì chia sẻ với chị Du với lại mọi người không? Không có gì hết. Muốn chị kể, muốn chị chia sẻ thôi nha. Thôi Chuyện gì? Xuyến chúc mọi người một câu đi, Xuyến chúc mọi người một câu đi, xong rồi chị ngắt Bữa máy. bữa vui vẻ. Bánh tim nhiều nhiều. Chúc Xuyến với lại cháu của Xuyến buổi tối vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị. Ôi vui quá, Du biết cách gọi cho mọi người rồi. Bây giờ Du sẽ gọi cho một 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 bạn nữa nha.
ai ta? Gọi đại nha. Bắt máy đi nè. Đố các bạn, bạn nào đang may mắn được Du gọi thì gương mặt bạn đó sẽ chuẩn bị xuất hiện trên màn hình. Hello, sao tối vậy ta? Chào chị. Hello Phải. em, Gì? đang làm gì? Đang làm gì đó? Em đang nằm coi nè. Đang đâu Chờ coi? chị dây lại ấy. Chị gọi sướng không? Thật sướng chứ. Em giới thiệu tên đi cho mọi người biết nè. Em tên Lành nè. Em tên Lành hả? Dạ. Chúc chị một câu gì đó đi, với lại chúc mọi người luôn. Chị á, chúc chị mau có chồng. Trời ơi, người ta còn nhỏ, cứ chúc có chồng hoài á. Có chồng rồi Chị ai cũng xạo đi. chị sao đi hả? Mà nói hơi lạ. Thôi cảm ơn em đã chúc chị mau có chồng. Em có chồng chưa? Sao đưa rồi ta? Lố. Đây ạ. Em có chồng chưa? Không nghe gì trơn á em ơi. Đành ơi. Dạ. Thôi chị cũng chúc em sớm có chồng Nay. nha. Dạ. Bữa nay chị đóng nhiều phim không? Năm nay hả, chắc cuối năm chị mới đóng một phim. Còn giờ thì chị đang đang tạm không có đóng phim, do mấy bữa nay cũng bận á, nhiều việc á, thì thường cuối năm nay chị mới đóng. Em đang chờ phim của chị coi, chờ mãi Đáng chờ không thêm cảm thấy đâu nha. Khi nào có chị sẽ thông báo hết. cho mọi người ha. Thôi chúc em buổi tối vui vẻ nha. Chị nghe máy đây và em. Ôi, Du thử tính năng này vui quá mọi người ơi. Tức là mấy lần livestream tiếp theo á là Du sẽ gọi được cho mọi người nè. Thôi bây giờ là sao đèn tắt rồi ta? Ok, thôi đèn tắt tức là dấu hiệu là chuẩn bị đi ngủ được rồi mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon và sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Bye bye.